Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá tới game đầu tiên nha. Bên đi nào, let's go. Mất có 4 máu. Wow. Chúng ta còn 36 máu. Ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai, It's Horror Club. Let's go. Chapter 1. Một tấm bản đồ. Thank you.
vào riêng. Chiếc chìa khóa để mở cửa thư viện. Bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ ba, Scary Teacher vào đây.
ice looks frozen over. Let's check. Perfect. It's going to be a good skating session. Let's go. 마다랑 준비 완성. 즉방. 마다랑 준비 완성. 깔때 방을 입었어. 나 마다 먼저. I will make sure you never bother me again. I will punish you, you little rascals. Let's go. 再拖。 Và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ tư, Senander đi là Asylum. Đây là một tựa game ma, bóng ma trong bệnh viện. Let's go. Và tựa game này các bạn sẽ phải đi xung quanh bệnh viện này, tìm tất cả là 8 tờ giấy. Chân của ông ta. Chìa khóa mới mở được nhá. Mình vẫn chưa tìm thấy chiếc chìa khóa nào. Tờ thứ hai. Wow, ta đang đi được bên kia. Tờ thứ ba. Tìm hết dưới ngoài các bạn có thể tìm dưới trong. Ở dưới ngoài thì có những cánh cửa mà các bạn siêu mở thì các bạn sẽ phải tìm dưới trong, tìm những chiếc chìa khóa, sau đó thì sẽ mở những cánh cửa ngoài ra và các bạn sẽ tìm đủ 8 tờ giấy, lần đó các bạn sẽ hoàn thành được game. Rồi và các bạn sẽ phải tìm dưới trong đó. Ok, cứ như thế thôi. Rồi và mình sẽ chuyển sang từ game tiếp theo, Roblox. Let's go.
Pika. Wow, với anh chàng này thì chưa lập. Mình sẽ vào những chỗ khác xem như thế nào. Đây rồi. Wow, chapter 1. Chắc Pika đang gần đây, chuẩn luôn. Và đang leo mình. Mọi chàng bị bắt rồi. Oh my god. Xem sau đây có gì không. Không có gì ở đây. Tiếp tục đi tìm tiếp nào. Let's go. Oh my god. Lên trên này xem. Breaker. Ok. Rồi, ở trong này thì sẽ có chiếc rack đây. Mình sẽ lên trên đây. Lên tầng 3. Ở chiếc chìa khóa rack đây là. Let's go. Wow, ta đang ở chỗ nào. Rồi, mình sẽ xuống đây xem. Và mình sẽ đi nó vào. Let's go. Còn mỗi mình không biết còn anh bạn nào nữa không. Mấy anh chàng bị bắt rồi. Oh my god. Oh my god. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Please. Let's go.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Slenderina, The Cell là 2. Let's go. Ở thời gian này các bạn sẽ phải đi tìm 8 cuốn sách. Và đây là một trong những tựa game khó nhất của Slenderina. Oh my gosh. Đọc ngay ông quỷ. Sách đầu tiên. Đây như cầu có tiếng chân của đứa con. Vẫn ông quỷ. Oh my god. Trong map này như kiểu là một mê cung. Rất là rộng luôn. Không có gì đây. Rồi mình sẽ ra ngoài. Oh my god, select go. Wow, đây cậu con ta. Đã cút rồi. Oh my god. Sách nha. So, ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo, Silent Hill của hãng Boogie Game. Ok. Skip. Let's go. Oh my gosh, bị xin nhớ tiêu diệt rồi. Wow.
So ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.